Dạ, kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa tất cả các bà con, thì tối hôm nay tôi quay lại cái câu chuyện của là Dũng Cầm Cầu cùng với là những kênh YouTube mà trong những ngày vừa qua cũng đã tăng cường đăng tải những thước phim lên để mà nhằm cái như là nhục mạ cái danh dự của một đứa trẻ 12 tuổi mà không có bất kỳ một cơ sở nào. Thưa quý bà con, thì chắc là bà con cũng đã biết là liên quan câu chuyện của Dũng Cầm Cầu, thì một trong những cái nhân vật mà cùng với là vợ và con riêng của vợ ở tại cái dưới gầm cầu, ở dưới dưới gầm cầu, mà trong suốt một khoảng thời gian dài đó quý bà con, cũng được rất nhiều kênh YouTube là đăng tải lên. Rồi hiện bây giờ cũng có những cái thông tin mà nó liên quan đến cái câu chuyện là Dũng cũng đã lên phát ngôn bảo rằng là cái công an cũng đã vào cuộc để mà điều tra xác minh, thì Sang đã thừa nhận đó là cái thai mà cái con Thắm mà những ngày vừa qua nó bị sảy đó là con của con Thắm, con của thằng 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 Sang. Và có những kênh YouTube những ngày vừa qua nó cũng đã tăng cường lên để mà nó xúc phạm, nó nhục mạ danh dự của thằng Sang. Thì cái vấn đề này tôi cũng đã từng chia sẻ rất nhiều. Nhưng mà nó thật sự với con, cái vấn đề đó nó cũng chưa đủ sự lan tỏa, chưa đủ sự lan tỏa. Cho nên những ngày vừa qua nó rất nhiều kênh YouTube vẫn là đu theo, cũng là tiếp tục dùng những cái chiêu trò để mà hạ nhục danh dự uy tín của một đứa trẻ 12 tuổi. Xin thưa quý vị, cái sự vụ mình nói ở đây không phải vì cái bản thân, mà mình nói ở đây để cho cộng đồng mạng chúng ta phải có một trong những cái nhìn nhận nó rõ ràng về cái nhân vật Dũng Cầm Cầu và người vợ của Dũng Cầm Cầu. Và cái vấn đề thứ hai đó là những kênh YouTube mà những ngày vừa qua đăng tải những thông tin mà chưa có bất kỳ một cái sự kiểm chứng nào mà cứ lên khẳng định rằng là cái thai đó là của thằng Sang, mà trong cái đó thưa quý bà con, thì thằng Sang nó là một trong những đứa trẻ, một trong những đứa trẻ chỉ có 12 tuổi. Vậy mà nó lên nó bảo rằng là thai là của thằng Sang, thằng Sang bây giờ cũng đã ra chỗ công an cũng đã thừa nhận rồi. Tôi hỏi quý bà con, công an mời lúc nào mà thằng Sang là ra chỗ công an mà thừa nhận rằng cái là cái thai đó là thai của nó? Một đứa trẻ 12 tuổi thì bà con nghĩ rằng nó có đủ khả năng cái như là để mà cái như là tạo ra được cái thai không quý bà con? Một đứa trẻ 12 tuổi mà đến bây giờ bà con thấy rằng nguyên cả một nhóm YouTube là khoảng là mười mấy kênh để mà đu vô bắt đầu là hạ nhục uy tín, hạ nhục danh dự của là một đứa trẻ này. Tôi mong rằng tất cả các bà con phải có một cái tiếng nói cho nó công bằng cho cái là đứa cháu này. Và trước khi mà chia sẻ cái vấn đề này, tôi cũng có một ý kiến của khán giả cũng muốn gửi đến tất cả các bà con. Và sau đó chúng ta hãy tiến hành phân tích cái câu chuyện này bà con ha. Mến chào tất cả các anh chị em trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Thì bữa nay tôi cũng tiếp tục quay lại câu chuyện của Dũng Cầm Cầu. Thì theo lời tôi đã hứa là nói thật các cô chú anh chị, tôi sẽ mỗi ngày tôi xem cái đám mà YouTube bao giờ này cùng với thằng Dũng Cầm Cầu nè, nó ăn mày ăn xin tới bao giờ. Thì bữa nay tôi cũng lướt thấy trên mạng là cái kênh Thành Lợi này nè, cái thằng Thành Lợi này nè là hồi xưa các cô chú anh chị biết không, nó có một cái con mẹ bị khùng điên vì tình, vì cha nó bỏ mẹ nó đi lấy người khác, nên mẹ nó bị điên, điên cái bằng điên nặng luôn. Rồi nhốt ở trong cái nhà quan rồi nhờ cái kênh chú Tướng Dĩ này nè, ở dưới kênh Xuân Dũng đó, xuống để mà giúp đỡ cho mẹ nó, rồi mà giúp cho nó, tạo cho nó, chỉ dẫn cho nó làm cái kênh YouTube. Mà giờ nó làm cái kênh YouTube nó không có giống như cái kênh của Xuân Dũng với Tướng Dĩ, người ta làm thiện nguyện, người ta giúp hoàn cảnh đâu đó rõ ràng, người ta giúp cho mẹ nó là trị bệnh nè, rồi cất nhà cất cửa đồ cho khang trang, cho mẹ nó ở thoáng mát đồ này kia, rồi mẹ nó cũng khỏe mạnh. Mà vậy mà giờ nó không có biết noi gương theo
cái kênh của Tướng Dĩ và Xuân Dũng, nó đi theo cái lũ bá dơ này nè, nó làm những cái chuyện không có đúng ha, nó toàn là nó dựng chiêu trò, nó ma mị cộng đồng để nó mồi chài tiền của Mạnh Thường Quân đó, để nó ăn nó giọng đó. Thì mấy ngày nay là nó cũng vẫn bu là nó quay Dũng Cầm Cầu, hết cái này hết cái kia hả, chiêu trò này chiêu trò kia. Từ bữa nay ha, là cộng đồng khán giả người ta lên người ta chỉ trích, người ta chửi bới ha. Rồi cũng có cô khán giả ở Long Xuyên người ta đã bức xúc gì hả, cái lũ này nè nó trấn áp cái thằng Sang 12-13 tuổi phải nhận cái bầu thai con Thắm là con của thằng Sang, nên cái chị này chỉ đã viết đơn đưa đơn vào ở xã Cần Đăng. Nên bây giờ này cái đám này nó cũng hết có dám mà xuống nhà của thằng Sang để mà lắp lỗ rồi. Thì mấy ngày qua là cái băng nhóm nó chạy xuống ở dưới nhà của thằng Sang, nó kêu con thằng Toàn nè với mẹ của thằng Sang, cái con dí khùng ra hỏi này hỏi nọ, rồi ý là nói cho cái thằng Toàn đó với con dí nè, nói là cái chị Mạnh Thường, cái chị khán giả đó là không biết là ở đâu mà tới đó để làm bộ kêu chứng đơn chứng đồ anh chị mà ký vô ha, là nhiều khi đơn nợ đơn từ rồi này kia hù vợ rồi cho gạo cho khóc cái bà già ngoại của thằng Sang để mà bịt miệng đó. Thì cái băng nhóm này nè, rồi mấy ngày nay nè là chắc nó cũng run sợ rồi, nên nó cũng không có dám mà nói gì nhiều, nó cũng vẫn bu lại nó quay Dũng, nó xích so cái này nó xích so cái kia ha, nó dàn nó cũng dàn dựng để mồi chài, nó nói là thằng Dũng lấy cái bộ quần áo xình lầy ra hỏi cái đó sao có đi bắt ếch bắt đồ thiệt không. Rồi Dũng nó lấy cái bộ quần áo xình lầy đó ra, nó nè nó thiệt chứ đâu nó giả đâu nè, xình lầy dính cứng ngắc mà. Trời ơi, tao nói cho mày nghe nè Dũng ha, mày là cái dạng ma ranh quỷ quái, mày nhiều chiêu trò lắm, mày đem xình á, mày đem cái bộ quần áo mày xuống với cái gầm cầu đó, mày nhúng ở dưới đó, mày lên mày phe. Trời đất ơi, đi bắt ếch bắt nhái tụi bay cũng dàn dựng đạo diễn ai không biết. Cái chiêu trò này là thiệt mày hả, là mày làm dư sức. Còn cái chuyện mày có đi bắt nhái bắt ếch hay là mày có làm hay không thì cũng kệ mẹ mày ha. Còn mày đưa lên những thước phim của mấy thằng giúp YouTube này nó quay mày ha, nó đạo diễn cho mày á, là người ta nhìn người ta biết hết. Các cô chú anh chị thấy không, giờ cái đám YouTube này lợi này ha, nó đâu biết nói gì đâu, nó lợi nó hỏi này hỏi nọ ha, nó nói tối này anh có đi bắt ếch không. Rồi mấy ngày qua là cái vụ mà phát quà từ thiện có nhiều cô chú không hiểu, nói anh thì ăn mày ăn xin mà làm phát quà từ thiện đó. Thì các cô chú anh chị nó coi bình luận rồi bắt đầu nó lợi nó làm bộ nó hỏi, chứ làm gì nó không biết. Nó làm bộ hỏi Dũng, cái anh Dũng nó trời ơi, Mạnh Thường Quân gửi tiền về cho tôi kêu tôi làm từ thiện, rồi cái mấy thằng này đúng rồi, mấy Mạnh Thường Quân đó hả gửi tiền về cho anh phát quà từ thiện để tạo phước đức cho con Thắm. Thì các cô chú anh chị có xem đi, Dũng nó nói vậy đó nè, tao nhắn gửi với cái đám tụi bay ha, khi nào đồng tiền của thằng Dũng nó bỏ ra nó làm quà từ thiện nó phát cho bà con nghèo thì cái đó là mà gọi là nó tạo phước đức ha. Còn đằng này tiền của Mạnh Thường Quân gửi về cho cái lũ tụi bay ha, rồi tụi bay mua quà tụi bay mượn cái danh của thằng Dũng này nè, cái danh ăn mày ăn xin á, đứng ra phát để lấp lỗ những cái ngày qua nó làm ra những cái điều sai quấy, nó chửi cộng đồng, nó chửi Mạnh Thường Quân, mày hiểu chưa? Chứ mày đừng có lên đây mà ma mị cái đám của tụi bay. Không phải nói tại sao mà mỗi ngày các cô chú gì vậy, anh em đồ người ta lên người ta chửi cái lũ tụi bay là cái lũ tụi bay là lũ YouTube bá dơ, thiếu gì hoàn cảnh, tại sao tụi bay không đi quay mà bây giờ cứ bu bám lần Dũng Cầm Cầu. Tụi bay xích so cái này xích so cái kia tụi bay dẫn chứng cái câu chuyện là tụi bay suối thằng Dũng đáp trả khi nào thằng Dũng nó bỏ tiền ra nó đi bắt ếch bắt nhái nó đi lao động nó tích góp tiền nó đi làm từ thiện thì cái đó là nó mới tạo phản
phước đức đó là do chính đồng tiền của nó bỏ ra, còn đây đồng tiền của mấy con mẹ mạnh thường quân gửi về để tụi bay mua quà này nọ, rồi bắt đầu tụi bay kêu nó vô phát để cho phá lấp cái câu chuyện mấy ngày qua bị cộng đồng người ta chỉ trích, chứ phá lấp cái câu chuyện là nó lên nó chửi cộng đồng, nó chửi công an đồ ở khu vực đó. Tụi bay hiểu chưa? Tụi bay đừng có lên đây mà tụi bay lấp lỗ, tụi bay dẫn dắt thang thế này thế nọ, người ta xem người ta biết hết rồi trơn à. Giờ cứ đem cái vụ bắt ếch bắt nhái ra nói không. Trời đất ơi, người ta mà người ta nuôi cho vợ con người ta mà cũng bị nói nữa. Giờ đó phải anh Dũng chẳng lẽ cứ ngồi đó chờ tiền của Mạnh Thường Quân? Ủa không chờ sao cứ kêu YouTube lại quay à? Cái lũ tụi bay bu lại quay gì à? Quay để mồi chài phải không? Đó, giờ các cô chú anh chị thấy không? Nó quay lên, nó đăng lên, nó thiệt, nó đạo diễn là nó thiệt, mình coi là mình biết liền à. Đó. Nó nói là Dũng nó nói là tôi đâu có kêu gọi ai đâu, tôi cũng phải đi làm, tôi nuôi vợ con tôi, mà hết tôi đi là khánh này không cho, cái mấy thằng YouTube này mớm lẫn là ủa tại sao không cho, tại diện thấm nó sợ tội, nó sợ giết vậy tội lỗi này kia, con thấm nào mà nó biết vậy các cô chú anh chị hả, các cô chú anh chị nghe đi, thử coi mấy YouTube này nó dẫn dắt hay không, ở thấm vậy mà nó cũng biết suy nghĩ chuyện vậy ha. Rồi bắt đầu cái nó nói là vợ tôi thằng Dũng mặt lờ á, xin lỗi các cô chú anh chị tôi thấy cái mặt của thằng này là tôi không ưa rồi, dù tôi không có ở gần với cái xứ của nó mà tôi xem trên những cái thước phim là tôi thấy cái mặt thằng này nó dốc láo, nó xảo trá ma ranh ngay từ đầu rồi. Nó nói là tôi không có kêu gọi ai hết trơn mà giờ tôi còn chỉ thiếu có cái bình. Các cô chú anh chị thấy không, cái mấy này dạy nó đó, nháy nháy mắt nó rồi nó dòm, nó nhìn cái ánh mắt của nó là các cô chú anh chị biết là mấy YouTube này dẫn dắt nó đạo diễn cho nó trước khi mà quay ra các cô chú anh chị. Ngày hôm qua thì nó nói là giờ nó muốn mua cái bình để chích cá, cái con quậy nói là cái bình đó giờ chưa có tiền mua. Rồi giờ cái bữa nay là có cái bình rồi, mấy YouTube nó vậy giờ có cái bình rồi phải không, giờ cần cái đồ mà đeo sau lưng chứ gì. Các cô chú anh chị thấy nó nói vợ con ở đây lên đây con không có kêu gọi, con không bao giờ kêu gọi ai hết trơn á, vợ con đi làm á, các cô chú cũng nói giờ không biết sao giờ cái bắt đầu lấy cái bộ đồ ra phân chứng này đi bắt ếch này bắt ếch, trời ơi cái chuyện đó ai làm không được. Để giờ cái nói là con không kêu gọi ai nhưng mà giờ con còn thiếu cái bình. Các cô chú anh chị thấy chưa? Dẫn dắt đủ thứ rồi cơ, bởi tại sao mà các cô chú khán giả đồ người ta đều bức xúc, người ta lên người ta chia sẻ mỗi ngày, chính bản thân tôi cũng vậy nữa. Tôi không phải mà thấy người nghèo mà tôi chỉ trích, nhưng mà cái gia đình của thằng Dũng cầm cầu này là nó thiệt, nó một cái gia đình nó tồi tàn, gia đình nó tồi bại, gia đình mất dạy, xuyên ăn nhát làm. Con Huệ các cô chú anh chị thấy nó mới 46 tuổi nó vẫn còn khỏe mạnh chứ đâu phải mà nó tai biến gì đâu, mà giờ cứ dựa vào cái con nhỏ khù khờ, con nhỏ chữa đẻ này bắt đầu cứ nói vợ chị Huệ phải ở nhà chăm thánh, rồi cái bà già ngoại quay là có mặt, bà ngoại giờ cũng ra đây suốt luôn hả bà ngoại, ra đây động thủ tiếp trong con thấm, ủa con thấm này đâu phải nó bại liệt hả, nó nhảy sôi sói, nó còn chữ lộn, nó còn chữ bà hai, nó chỉ chở rồi nó đi xe sải chứ đâu phải là nó lầm rồi nó đẻ rồi con nó chết là vẫn bị liệt không chỗ đâu các cô chú anh chị đó. Các cô chú anh chị thấy cái gia đình này là cái bằng mồi chài tắng trợn luôn, mồi chài cả bên chồng cả bên vợ rõ ràng luôn, mà nó cứ lên nó không kêu gọi ai hết trơn á. Trời ơi, giờ cứ tối ngày la bắt ếch vợ thắm nó sợ, nó nói đi nó không cho đi, cộng đồng người ta nói tại sao mà con này thương cha dượng dữ đi bắt ếch mà không cho đi, cái vợ nó nói là đi bắt nó không cho, nó sợ tội, sợ giết ếch tội. Các cô chú anh chị thì nếu mình sợ tội mình làm chuyện khác, giờ đòi còn không có kêu gọi, giờ muốn có cái bình chích cá, rồi giờ muốn có cái gì đeo sau lưng, mấy thằng YouTube nó chỉ nó hỏi đi chích cá vậy có sát sanh không các cô chú anh chị. Bởi vậy tôi nói hư cái nói dốc nói ẩu, nó mồi chài hết cái này mồi chài hết cái kia mà nó nói là nó không kêu gọi ai hết trơn, mà trong khi giờ cứ đem cái con nhỏ ốm con nhỏ đẻ chữa ra mồi chài hết cái này tới cái kia
đó thì các cô chú anh chị thấy cái thành phần này á, có phải là một cái thành phần bá dơ, cái thành phần siêng ăn nhát làm hay không? Mà cái đám YouTube này giờ nó hết ma mị, cái này nó hết ma mị cái nọ để mà nó lên nó dẫn dắt cộng đồng, nó nói là hả vậy mà có nhiều người khán giả không hiểu, cứ chữ anh Dũng, anh Dũng làm biến rồi nó, anh ta cũng đi bắt ếch rồi này nọ, tối anh đi mấy giờ này nọ rồi lum la. Ủa nói không biết coi giờ mà, không biết coi giờ mà sao giờ nói ở hả, đi từ 3 giờ tới đi từ 8 giờ tới 6 giờ rồi hả 7-8 giờ mới đem ra chợ bán, vậy mà ai cũng nói tôi hả nói dốc bắt ếch hả, mua ngoài chợ rồi bỏ vô, trời ai làm chuyện vậy. Tối tôi lội đi không phải nói chứ hả, mấy cây số. Có khi tôi mệt đồ cái này cái nọ, trời các cô coi, các cô chú anh chị coi cái mặt của thằng Dũng nó lên nó diễn đi. Rồi các cô chú anh chị sẽ nhận ra. Nên tôi mong các cô chú anh chị mình nên sáng suốt, đừng nên giúp cho cái trường hợp này, giúp cho cái trường hợp này là nó thiệt, nó cứ tiếp tục nó mồi chài hả, kêu bằng hả tận xương tận kỹ tỷ của Mạnh Thường Quân, nó không có chịu đi làm đâu. Giờ cứ ngoài ra cái công việc bắt ếch thì thiếu việc gì vậy làm. Mấy YouTube này hỏi, nhưng giờ ngoài công việc anh không đi bắt ếch á, anh sợ tội á, thì anh có đi phụ hồ, anh có làm gì được không? Nó nói được chứ, anh được nghĩa xong đi làm. Giờ dụ nói giờ cho lên diễn giải đồ này kia ha, để cho Mạnh Thường Quân nó thôi giờ đừng có đi bắt ếch, ông Thấm nó không cho đi vậy đúng đó, thôi ở nhà đi để Mạnh Thường Quân gửi tiền về cho đó. Chứ còn giờ hả, thay vì giờ mình nói theo về tâm linh á, mình sợ tội ha, mình tạo phước đức á, những cái ngày qua mình làm những cái gì đó thì mình biết đi, thì giờ mình đi làm chuyện khác, đi phụ hồ, đi bán vé số, thiếu gì chuyện làm đó. Sao nó ở gần hãng nước đá, phụ nước hơn nước đá, làm nước đá gì bao nhiêu năm nay mà sao không, người ta không cho làm hoài mà cứ lâu lâu mới lại làm. Thì các cô chú anh chị nghĩ coi, trời ơi anh Dũng gì cũng giỏi quá, giỏi quá mà hả, từ mấy chục năm nay hả không có tiền để mà mướn cái nhà trọ đi, phải xuống cái gầm cầu ở đó. Thì các cô chú anh chị nghĩ đi đó, thì chẳng qua con Huệ nó nói ở dưới gầm cầu người ta mới cho tiền, thì chẳng qua là những ngày qua là bám cái gầm cầu để mà ăn mày ăn xin thôi. Tôi nói thiệt các cô chú anh chị, tôi thấy cái gia đình của các thằng Dũng này là tôi thấy tôi rất là bức xúc. Lên ma mị cộng đồng hả, diễn cái này diễn cái kia, từ cái đứa cháu ngoại nó chết ha, nó chôn một cách kêu bằng phải nói như là một con chó để phi tan hả, cái thai nhi đó, rồi bắt đầu nó về nó đập bàn đập ghế đập tôn đập thiết, nó khóc nó cởi nó chữ hả, con chị hai của nó nói tại con chị hai nó rủa xả cháu ngoại nó, nó đủ thứ chiêu trò ma mị hết trơn. Rồi giờ cộng đồng người ta lên người ta hả bình luận, người ta chỉ thích, người ta có ý kiến ý cò, cái bắt giận giờ mấy YouTube này hả đạo diễn cho nó giờ nói là hả ngày ngày tôi đi làm vậy nè, tôi ở không tôi chịu đâu được, tôi ở không tôi tê giờ tê cẳng tôi lắm, mà hả tôi đi làm cũng nói, mà tôi ở nhà đây cũng nói. Cái rồi mấy thằng YouTube này nó nhiều khi Thấm mệt cũng phải ở nhà chứ, thờ đất ở cái con này nó đâu có cái gì đâu mà mãi nó đâu phải giờ nó bệnh kêu bằng nó bệnh bại não, nó bệnh bại liệt đâu các cô chú anh chị. Nó chỉ đẻ thì giờ nó nằm ở nhà mấy ngày nay nó cũng chạy sôi sói, nó còn chỉ chở, nó còn chữ lộn, nó trợn từng với cái bà cô hai của nó, nó đi xe sải, nó ăn y như là trâu ăn chứ đâu phải mà nó ăn không được đâu, mà cứ đem ra hả nói Thấm này thằng Thấm kia thằng Thấm, giờ nó không cho đi bắt nó đi, tôi đi là tôi chờ nó ngủ tôi trốn nó tôi mới đi, nó khóc kể trời đất ơi. Rồi mấy ngày qua người ta nói tại sao mà con vợ thương cha dượng dữ, rồi cái người ta nói này nói nọ, cái nó nói là hả nó không cho tôi đi bắt nó sợ tội, tại nó mổ xẻ nên nó sợ tội. Trời đất ơi, bởi vậy nhìn cái cách nó nói là biết, không phải nói chứ mấy YouTube nè đạo diễn cho nó đó các cô chú anh chị. Bởi tại sao mà mỗi ngày các chị em khán giả người ta đều đóng góp ý kiến để làm chi, để vạch trần những cái chiêu trò ma mị của mấy YouTube bá dơ này nè, và cái gia đình của Dũng gầm cầu nè, để mồi chài tiền của Mạnh Thường Quân. Thì tôi mong sao các cô chú anh chị cần tẩy chay cái đám YouTube bây giờ này thành lợi thành lộc nè,
rồi Tiến Nguyễn nè ha, rồi Tay Đồng Bằng, Túc Ngân, con nhỏ cục tay nè, cái thằng Nguyễn TV gì đó. Cái băng nhóm này nè là cái băng nhóm xạo sự, cái băng nhóm mất dạy, Thanh Phương Chiến Cùi Bắc rồi đó. Đừng có bao giờ mà tin tưởng những cái đám này. Nó quay toàn là nó đạo diễn không. Nó như Thanh Phương á, nó biểu cái con quậy là nói thằng Dũng thiến rồi đi để cho Mạnh Thường Quân cho. Đó, thì các cô chú anh chị nghĩ đi, rồi mấy ngày sau hả, nó đi xuống dưới nhà của thằng Sang á, nó lôi thằng nhỏ đi ra ngoài đồng ngoài ruộng á, nó trấn áp, nó kêu thằng Sang á là giờ phải nhận cái bầu này là của mày đầu này kia ha. Đủ thứ hết á, rồi nhỏ hả đâu có biết trả lời, rồi nhỏ nó thôi nhận đại cho rồi đó. Vậy cái bắt đầu cái nó chạy lên nhà Dũng gầm cầu ha, nó nói đó mấy ngày nay hả tụi tôi bỏ công ăn việc làm để đi tìm lợi sự công bằng rồi sự trong sạch cho anh Dũng đó, giờ hả thằng Sang nó nhận tội rồi cho anh rồi đó. Cái Dũng nó cảm ơn nha đó. Các cô chú anh chị thấy cái băng nhóm này nè đó, là băng nhóm cái bằng phải nói chứ hả, má ba dơ làm YouTube không có lương tâm, nhận cho một cái thằng bé hả 12 13 tuổi hả nó phải chịu trách nhiệm cái bào thai đó là của cái thằng hả 12 13 tuổi rồi á, nó tổ chức sinh nhật mua bánh kem rồi nó nói là hả thằng Sang là chồng của con Thắm, mà trong khi con Thắm này á nó xin lỗi là có thể đẻ thằng Sang này ra được, nó 27 28 tuổi, còn thằng này mới có 12 13 tuổi à. 14 tuổi nó có thể đẻ được thằng Sang rồi. Mà nó mắc cái thằng Sang này là phải chịu trách nhiệm cho một cái con già có chữa như vậy, mà nó cứ một hai nó không có bằng chứng bằng cớ gì hết đó, mà nó bắt cái thằng nhỏ là phải chồng của con Thắm, là có trách nhiệm với cái đứa bé trong bụng của con Thắm. Thì các cô chú anh chị nghĩ thử coi, cái đám YouTube này cái đám kêu bằng vô học, cái đám kêu bằng mất dạy không, mà nó lên nó nói nó là trình độ luật sư đại học tiến sĩ đâu, chứ không phải là cái dạng bình thường. Thấy các cô chú anh chị thấy cái đám YouTube mà bá dơ này thử coi nó làm ở YouTube như vậy có đúng hay chưa, nó toàn là nó ma mị không á, có bằng chứng đâu mà nó dám nói khẳng định là cái thằng Sang này là lấy con Thắm có bầu, phải chi nó bắt gặp nè. Còn không thì nếu mà cái lũ của tụi bay mà làm một YouTube đàng hoàng có đạo đức như những cái kênh khác như chú Minh Kha rồi đó, thì lúc mà thằng Dũng nó đi chôn cái xác con bé con của ông Thắm đó, nó chôn vùi ở ngoài cái bãi cát đó, thì tụi bay sáng tụi bay lại tụi bay thấy như vậy ha, thì tụi bay bây giờ tôi muốn minh oan luôn cho anh nữa nè. Mấy ngày qua cộng đồng rồi người ta lên người ta nói là người ta di dấn anh, thì thôi bây giờ để tụi tôi hùng tiền lại, tụi tôi sẽ xét nghiệm ADN thử coi đứa bé này là phải của anh hay là của ông Sang, để cho rõ ràng giờ cái đứa bé không còn nữa thì mình muốn làm cho sáng tỏ. Thì đó là chứng tỏ là cái lũ của tụi bay là làm YouTube mà đàng hoàng ha. Đằng này tụi bay chạy đi mua quách, mua giỏ, mua hàng gì đó, bắt đầu bỏ cái bịch ni lông vô đó rồi tụi bay chở đi vô nghĩa trang nghĩa địa gì chôn, rồi chôn vậy thấy không có an toàn hay sao, bị gì chỗ đó người ta chôn hài cốt chứ người ta đâu có chôn cái xác như vậy. Cái bắt đầu tụi bay dẫn chạy đi vô trong Gò Mã nhà của ba vợ của thằng Dũng gì đó, đào cái lỗ, cái bắt đầu mua bao xi măng lắp trở lại đó. Thì tụi bay vậy tụi bay làm YouTube có đúng hay chưa, mà cái thằng Thanh Liêm đồ nó nói là tụi tôi đi tìm phá lắp đi tạo niềm vui cho gia đình của Thắm, còn mấy anh ngồi nhà đi bư móc đồ thế này thế nọ. Thử coi YouTube gì mà phải nói chứ ba dơ ba lá không, nó quảng ba bá cho cái kênh của nó nói là nó đi tạo niềm vui thời đất ơi, đồ cái thứ YouTube mất dạy, YouTube kêu bằng vô học nên viết cái tiêu đề còn sai chính tả, đặt cái tiêu đề không có đúng cái gì hết á. Thắm khỏe, vợ chồng anh Dũng phát tâm làm thị nguyện, phát tâm làm thị nguyện giúp đỡ người nghèo là chính đồng tiền của thằng Dũng với con Huệ này bỏ ra. Như những ngày qua đó ha, Mạnh Thường Quân người ta hỗ trợ cho con Thắm đẻ nè, rồi mất con nè, thì lấy cái đồng tiền đó ra mua gạo phát quà từ thiện đó, thì mới đúng là làm để tạo phước đức cho con Thắm.
À, còn đằng này hả, tiền của con mấy con mẹ Mạnh Thường Quân hả gửi về cho, rồi bắt đầu hả mua, rồi cái kêu thằng Dũng đứng phát. À, vậy mà nói tạo phước đức. Ừ, coi các cô chú anh chị thấy coi mấy YouTube nãy giờ không phải nói chứ, à, nó chiêu trò, nó lắp lỗ đủ thứ để cho thằng Dũng gầm cầu này được Mạnh Thường Quân thương, giúp đỡ tiếp tục đó các cô chú anh chị. À, bữa nay hả tôi thì tôi càng xem cái đám này là tôi càng bức xúc. À, khi nào nó không còn diễn nữa thì tôi mà không nói thôi chứ còn hả, à, những cái chiêu trò của mấy thằng này nó đăng lên là tôi nhìn tôi coi là tôi đã biết rồi. À, nên tôi mong sao các cô chú anh chị đừng bao giờ tiếp tục mà hả cổ xí nè hả và giúp đỡ cho cái trường hợp của cái con Thấm này nữa. À, tại vì giờ con này nó khỏe mạnh rồi. À, chứ không phải là mà nó giờ nó nằm liệt một chỗ, chẳng qua là cái tạng của nó là nó nhỏ xương thôi. Chứ không có ốm đói gì hết các cô chú anh chị. Các cô chú anh chị coi con quậy hả, nó lên phải nói chứ nó nói nó cự hả, nó mồi chài hả hết cái này cái kia hả. À, rồi giờ nó vàng dựng ra nó mua cái đèn năng lượng mặt trời hả để mà hả mồi chài cái tiền của Mạnh Thường Quân mua cho tivi rồi thế này thế nọ. À, cũng đem con Thấm ra nói hả, à, có cái đèn năng lượng này á, cho quạt mát đồ thế nọ kia. À, Mạnh Thường Quân nào mà cho mà hả các cái mấy cái hàng YouTube này nó bám cái dầm cầu đó tối ngày đó nó không quay lên, nó không quay đặng cho con mẹ Việt Kiều đó đem cái đèn là năng lượng lại để quay lên cho cộng đồng thấy. Các cô chú anh chị thấy nó ma mị. Bởi vậy cái có ai á mà theo dõi từ đầu tới cuối á mới nhận ra, còn mới vừa vô xem một clip hai clip thì sẽ bị cái đám này là nó dẫn dắt rồi từ cái chỗ đó mắc bẫy thôi các cô chú anh chị. Nên tôi rất là bức xúc, nên tôi mong rằng các cô chú anh chị đừng có nên mà quan tâm tới cái con Thấm này và đừng có bao giờ hỗ trợ ở tiền cho cái thằng Dũng cầm cầu này. Nó với con Huệ này ngồi không đó ăn chứ không có đi làm gì hết trơn. Những cái chiêu trò bắt ếch bắt nhái đồ lạ toàn là dàn dựng không. Đến giờ bắt đầu nó cũng lấy ra bộ đồ nó ra xình lẫy nó nè. À, tôi mới bắt đi hôm nè. À, tôi nói thiệt chứ tôi đâu có nói dốc đâu. Ờ mày đâu có hồi nào mày nói dốc. Mày nói xạo không à. Dạ thưa quý vị, vừa rồi là ý kiến của một vị khán giả rất tuyệt vời cho cái câu chuyện của Dũng cầm cầu và một số kênh YouTube mà những ngày vừa qua thưa quý bà con là nó cố tình nó dựng chuyện để mà cái anh mày lên không gian mạng, nhất là nó đánh vào cái niềm tin và cái sự mà thương xót của một số bà con ở phương xa. Đây là một trong những cái chiêu trò mà ngày xưa đó quý bà con, trong cái sự vụ của Trọng Súng mà, là nó cũng đã từng là ngày xưa. Không biết bà con đã theo dõi cái vụ Trọng Súng chiêu trò ngày xưa đã bị là cái như là mấy anh em bên cái kênh phản biện, là người ta đã lật trần cái sự thật hết rồi. Bây giờ